Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục là cái mẫu máy trạm siêu khủng luôn, HP ZBook 17G5, màn hình 17 inch Full HD siêu đẹp, cấu hình siêu khủng, màn hình siêu khủng, card đồ họa rời khủng luôn. Như thế nào thì mọi người tìm hiểu cùng mình nha. Nhờ giá thì cực kỳ vừa phải, mình có thể nói là giá là cực kỳ là tốt trong cái tầm giá. Màn hình 17 inch nha, và lộn 17.3 inch, màn hình nó là Full HD đẹp tuyệt vời, không có lỗi lầm gì hết. Mọi người webcam rồi là đầy đủ hết ha, có thể bật tắt webcam tùy theo cái mức độ bảo mật của mình. Phím có LED phím, loa thì nghe rất là hay, và phím này mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn nha mọi người. Che những ký tự Nhật đi. Đây, rất là êm mềm xịn, bấm rất là sướng, và LED phím rồi đầy đủ hết. Giờ mình giới thiệu đến cái cấu hình hấp dẫn của nó nha. Nó là ZBook 17G5, là cái con máy trạm là cực kỳ khỏe. Chip i7-8850H, cái chip H này là 12 CPU nha mọi người. Đây nè, chip H thì rất là khỏe hay nằm trong máy trạm. Quan trọng là RAM 64GB, rất là khỏe luôn, không cần phải nghĩ tới chuyện nâng cấp nữa, mắc option luôn nha mọi người. Và chạy song song hai card, cái này thì onboard trong máy. Cái card này là cái card đồ họa RP4200. Rồi cái card P là nó đã khủng rồi mọi người. Thường thường đó là P1000, 2000, 3000, sau đó 3200, rồi 4000, 4200, 4200 là rất là khủng mọi người. Khỏe còn hơn cả là thùng BIU nữa. 8GB ha, cũng 8GB nhưng mà là P4200, rất là khỏe luôn. Đây, mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái card này. Trên cái dòng máy này thì cấu hình vừa khỏe, vừa đỉnh rồi, card cũng khỏe nữa. Rồi thêm SSD nè, chạy song song hai ổ, một SSD 1T và một HDD 1T, tha hồ mà chứa dữ liệu luôn. Đây là đúng là dành cho dân kỹ thuật, thay vì mọi người mua một cái thùng CPU, một cái màn hình thì mình chơi luôn cái máy này luôn ha, vừa khỏe vừa chất lượng, đi đâu mình cũng vác đi được, mà mình làm việc cũng rất là thoải mái luôn. 17.3 inch nó to, cực kỳ to luôn mọi người, làm việc là siêu đã luôn ha. Đây, cũng tùy theo cái cấu hình mà mỗi người cần cần cho nó. Cái cấu hình này là cấu hình khủng của cái dòng 17 G5 17.3 inch. Loa BO nè, tất cả là hoạt động hoàn hảo, pin nó thì là trâu nha mọi người. Pin này là pin dường như 100% luôn, pin rất là ok. Và mình này mình đang cắm sạc cho nó thôi, tại vì mình đang sạc luôn, mình vừa view cho mọi người thì mình sạc luôn thôi. Còn pin này là dung lượng pin là còn rất là ok, 100%. Màn 17.3 inch đẹp tuyệt vời, sáng trưng nè. Này là ZBook, góc cạnh rồi là đẹp nha, ok hết, bàn rê chuột sạch sẽ, mọi thứ là hoàn hảo hết. Bây giờ mình sẽ quay bên ngoài nha. Và mình quay cái vỏ ở bên ngoài. Đây là vỏ full nhôm nha mọi người. Cái vỏ này thì không có bị trầy xước hay cứng móp gì hết, và nó chỉ có bị hằn cái dấu sticker trước đây. Ví dụ như là công ty người ta mua xong người ta dán cái gì đó lên, xong này người ta lột ra thì mình nó hơi hằn cái dấu sticker trên cái vỏ nhôm thôi, như vậy thôi, chứ còn nó không có bị trầy xước hay là cứng móp. Đây mọi người nè, nhìn đó, cái kiểu máy rất là khỏe khoắn luôn, nó vác cái phần góc như vậy là nhìn rất là đẹp mọi người, chất lượng. Logo HP 4 gạch ha, full nhôm. Cái phần ở ngoài này là Mobile Workstation nè mọi người, cái chỗ này thì nó có trầy nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Cái chỗ này thì nó lúc vận chuyển về nó bị mòn cái sơn thôi mọi người, trên cái vỏ nhôm thôi, không hề móp cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều nha. Các cạnh, ở đây là ngõ mạng LAN USB luôn, thẻ nhớ. Và cái chỗ này thì phần ở phía dưới đáy á mọi người, nó hơi mòn chút xíu cái sơn thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Phần bên này thì quá đẹp. Và ngõ sạc nè, hai ngõ Type C sấm sét, ngõ này mình không biết nè, HDMI. Nói chung là cái dòng máy trạm thì nó không thiếu một cái ngõ nào hết mọi người. Đây là một trong những cái con máy trạm là rất là chất lượng. Máy thì rất là chất lượng nha mọi người. Và mình báo giá mọi người, cái con máy này là giá của nó là 16 triệu 8, mắc option luôn mọi người. 17G5 này thì thực sự lúc mà xuất xưởng là nó siêu cao luôn mọi người. Nhưng mà với cái option mà cái card đồ họa P4200, tại vì là nó theo card nữa mọi người. Nó cái dòng này nó có card P1000, P2000, P3200, và đỉnh nhất là P4200. Nó còn có mấy cái dòng M, nhưng dòng M mấy cái dòng M thì nó không có bằng dòng B được, cho nên đó là cái cấu hình này là cái cấu hình rất là cao luôn, rồi xuất xưởng là gần cả 100 triệu, xuất xưởng từ
cuối 2019 đầu 2020 nha mọi người cho cái chip này. Rồi ai chốt có thì inbox mình, mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái model nó rất là nhiều luôn, mình tìm hiểu cái cấu hình ha. Cảm ơn mọi người, ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình nha. Mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code nè, mọi người nhận hàng kiểm tra hàng là thanh toán số còn lại cho bưu điện, luôn luôn bao dinh, dinh tuyệt đối nên mọi người yên tâm về chất lượng, có bao cho mọi người tháo máy để kiểm tra có dinh hay không luôn, và máy luôn luôn kèm sạc nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.